Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 26 tháng 11. Những diễn biến mới nhất xoay so quanh bóng đá Việt Nam sẽ được cập nhật thông qua bản tin ngay sau đây. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, trong phần tin sáng ngày hôm nay mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Cổ động viên Malaysia nóng lòng muốn đòi nợ tiền Việt Nam. Cơ hội nào cho xuất trường ở AFF Cup 2021? Các đại diện Đông Nam Á mạnh yếu như thế nào sau 3 năm AFF Cup 2021 tuyển Việt Nam than trời vì điều chưa từng gặp phải. Mời các bạn cùng đón nghe. Cổ động viên Malaysia nóng lòng đòi nợ tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2021 thì những cổ động viên của Malaysia đã có những bình luận khá sôi nổi trên trang mạng xã hội. Trận đối đầu trực tiếp với thầy trò huấn luyện Park Seo được coi là trận đấu mà cả hai đội bóng đều muốn giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp Trước thêm trận này, những cổ động viên Malaysia đã bình luận sôi nổi trên trang Facebook ASEAN Football. Dòng bình luận của những cổ động viên Malaysia thể hiện rõ sự nóng lòng muốn đòi nợ ở AFF Cup 2018 và gần đây nhất là hai trận toàn thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 trước tuyển Việt Nam. Tài khoản có tên là Muhammad Izat viết: "Chúc tuyển Malaysia may mắn giành chiến thắng trong trận đấu tới. Tuyển Việt Nam thực sự là đối thủ mạnh." Một tài khoản có tên là Ridwan bình luận: Tuyển Việt Nam rất mạnh mẽ và chắc chắn, tuy nhiên Malaysia có thể giành chiến thắng. Tài khoản Vinted Men bình luận: Tôi nghĩ cả hai đội đều có cửa giành chiến thắng, đây sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn. Muhammad Saharin viết: Tất cả đều hy vọng vào trận đấu đẹp từ cả hai đội bóng. Terry Petrus bình luận: Tôi nghĩ là Malaysia sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong khi đó thì tài khoản có tên là Ritho bình luận: Tuyển Việt Nam đừng có chơi xấu ở trận này nhé. Tài khoản có tên là Nơ Abad bình luận, tôi nghĩ tuyển Malaysia sẽ giành chiến thắng, nhưng tuyển Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp. Trong khi đó thì chuyên gia có tên là Hasim Mustafa cũng khẳng định rằng tuyển Malaysia là không phải sợ khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Cụ thể, ông này nói, các cầu thủ Malaysia đều lép vế khi đối đầu với các đại diện của châu Á, bởi lợi thế về thể hình là không còn nữa. Tuy nhiên thì khi đối đầu với các đội bóng ở Đông Nam Á lại là một câu chuyện khác. Hãy dẹp bỏ nỗi sợ hãi khi đối đầu với Việt Nam. Tôi tin rằng Chúng ta sẽ thể hiện bộ mặt khác. Nếu giành chiến thắng trong trận này, hy vọng giành vé đi tiếp của Malaysia là sáng sủa hơn cả. Cơ hội nào cho Xuân Trường ở AFC Cup 2021? Quý vị và các bạn thân mến, nhìn một cách khách quan, có thể ít xuất hiện trước những đội bóng tinh hoa hàng đầu ở châu Á tại vòng loại cuối cùng World Cup. Nhưng tại sân chơi tới đây, AFC Cup 2021 thì rõ ràng Lương Xuân Trường sẽ rất đáng gờm. Xuân Trường như đã biết là từng được huấn luyện viên Park Seo thử nghiệm đá chính ở giai đoạn cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022, nhưng rồi dần dần anh mất vị trí về tay Hoàng Đức đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Tại vòng loại thứ ba, Xuân Trường đã có những lần được vào sân, nhưng đa phần là đều từ hiệp 2. Mặc dù vậy thì việc huấn luyện viên Park Seo đều đặn tung Xuân Trường vào sân thay cho Tuấn Anh hoặc Văn Đức cho thấy đội trưởng của câu lạc bộ Hoàng Nhân Lai vẫn đóng vai trò quan trọng trong tính toán của ông thầy người Hàn Quốc. Ở trận gặp Nhật Bản, Xuân Trường theo chỗ của Phan Văn Đức trong gần 10 phút cuối, tính cả bù giờ, khi tuyển Việt Nam của chúng ta dồn toàn lực để tìm kiếm bàn gỡ. Khi trước đó thì làm khách tại Oman, tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia vào sân sớm hơn một chút ở phút 64. Anh thế chỗ của Đức Huy và đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát nhồi bóng từ xa cho thế trận 352 với Tiên Linh và Công Phượng. Lần đầu tiên đã chính cùng nhau ở đội tuyển. Những thống kê kể trên cho thấy là Xuân Trường có thể chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt thể lực, sức mạnh tranh chấp ở đẳng cấp cao của châu Á nhưng nếu quay trở lại sân chơi Đông Nam Á, anh vẫn sẽ là con bài tẩy cực kỳ quan trọng. Vào lúc này thì Hùng Dũng chưa thể trở lại, Tuấn Anh vẫn luôn chấp chới nguy cơ quá tải phong độ của Xuân Trường cùng với Đức Huy sẽ có ý nghĩa lớn để cho đội tuyển của chúng ta phân phối sức lực cho mật độ thi đấu trung bình là 3 ngày một trận. Theo lịch thi đấu thì tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào ngày mùng 6 tháng 12, ngay sau đó là hai trận sống mái với Malaysia ngày 12 tháng 12 và Indonesia ngày 15 tháng 12. Trước khi chúng ta chốt hạ vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 19 tháng 12. Với cách sắp xếp như thế này thì Việt Nam sẽ phải có cách thay người thông minh và hợp lý trong các trận quan trọng gặp Malaysia và Indonesia. Là làm sao vẫn đảm bảo an toàn chuyên môn nhưng vẫn giữ chân cho các trụ cột. Muốn như thế thì phong độ của sân trường sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Thêm vào đó thì cơ hội ra sân của anh sẽ phụ thuộc nhiều vào những tính toán của huấn luyện viên Park nhất là về ý tưởng áp dụng cách chơi phiên bản hoài hiện đây cho tuyển Việt Nam. Vào lúc này, đội bóng của chúng ta đang có đôi cánh Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Duy Văn Thanh để cạnh tranh với Hồ Tấn Tài. Công Phượng khả năng rất cao cũng sẽ tiếp tục được đá cặp với Tiến Linh trên hàng công. Nếu Tân Anh cùng Xuân Trường hoặc Minh Vương được tung vào sân cùng một lúc, tuyển Việt Nam khi đó sẽ là phiên bản nâng cao của Hoàng Anh Gia Lai. Khi Tiến Linh đảm nhiệm vai trò trung phong cắm, tương tự như ngoại binh Washington Brandao. Với cách chơi này thì với số đông cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai từng được huấn luyện viên Park thử nghiệm tại vòng loại World Cup 2022, nhất là nửa sau hiệp 2 ở trận gặp UAE, vòng loại cuối thứ hai nơi mà Minh Vương tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo cho Đôly ghi bàn. Lẽ dĩ nhiên là cách bố trí như thế này phải chờ huấn luyện viên Park Seo bị thuyết phục về tính cân bằng và linh hoạt khi chơi bóng. Nhưng có một điều chắc chắn là đôi chân và khối óc thông minh của Xuân Trường sẽ luôn là một mảnh đất riêng để diễn trong mùa áo tuyển Việt Nam tại giải đấu tới đây. AF Cup 2021 tuyển Việt Nam than trời vì điều chưa từng gặp phải. Các bạn thân mến, nước chủ nhà Singapore của AF Cup 2021 có những quy định khắt khe. Đại diện tuyển Việt Nam cũng đưa ra một số kiến nghị mong thay đổi. Theo đó thì chủ nhà Singapore yêu cầu các thành viên đội tuyển tham dự giải phải dùng bữa tại phòng đang ở, không phục vụ bữa ăn ở phòng chung nhằm hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên thì một số liên đoàn thành viên của liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trong đó có VFF cho rằng yêu cầu này là không cần thiết. Khi đến Singapore thì các đội tuyển di chuyển đến thẳng khách sạn và hoạt động theo cơ chế bong bóng bóng khép kín. Các đội tuyển chỉ được di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại. Không tiếp xúc với ai ngoài phạm vi bóng bóng. Chính vì vậy mà việc ăn uống tại phòng được xem là không cần thiết. VFF và một số liên đoàn khác ở Đông Nam Á đã đưa ra ý kiến về vấn đề này bởi nhiều lý do. Thứ nhất là văn hóa châu Á xem trọng bữa ăn tập thể. Thứ hai, đây là khoảng thời gian hiếm hoi để cho toàn đội có thể trò chuyện với nhau trong một ngày. Nếu đội nào vào chung kết thì sẽ có khoảng một tháng sinh hoạt chỉ trong phạm vi khách sạn, sân tập, sân thi đấu. Việc họ phải ăn tại phòng cũng được coi là tác động tiêu cực đến tinh thần trong quá trình tham gia giải đấu. Chủ nhà Singapore ghi nhận ý kiến nhưng vẫn nắm quyền quyết định phương án cuối cùng. Ở AFC Champions League 2021 thì câu lạc bộ Viettel tham dự vòng bảng ở Thái Lan và các thành viên cũng phải dùng bữa ăn tại phòng. Đội khi đó tham dự 6 trận đấu và cũng được xem là khoảng thời gian khó khăn với các cầu thủ. Ngoài chuyện ăn uống thì chủ nhà Singapore cũng xem xét lại một số vấn đề về công tác tổ chức như việc mở phòng gym lại tại khách sạn cho các đội tập luyện, tính toán khả năng để cho khán giả vào sân theo dõi các trận đấu. Singapore hiện đang áp dụng chính sách tụ tập nhóm không quá 5 người và đều phải tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Bên cạnh đó thì chính sách nhập cảnh vào Singapore cũng rất khắt khe cản trở quá trình tham gia của nhiều đơn vị báo chí truyền thông và khán giả trong khu vực. Các đội Đông Nam Á mạnh yếu như thế nào sau 3 năm? Các bạn thân mến, hầu hết các đại diện Đông Nam Á yếu đi trong 3 năm qua sau những thất bại ở AFC Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022. Thái Lan chưa chặn được đà suy thoái kể từ AFC Cup 2018. Sau giải Đông Nam Á đó thì họ thất bại tại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. Ông Kinh là huấn luyện viên thứ ba của tuyển Thái Lan kể từ đó cho đến nay. Hai người còn lại là ông Milovan Zarevac và ông Akira Nishino. Tuyển Thái Lan cũng mất nhiều trụ cột như Dangda, Kawin. Thứ hạng FIFA của họ không đổi từ năm 2018 cho đến nay. Vẫn là hạng 118 thế giới, kém Việt Nam hạng 99 thế giới. Malaysia vẫn duy trì được sự ổn định từ AFF Cup 2018 cho đến nay. Tại vòng loại World Cup 2022, Malaysia có 12 điểm, đứng thứ 3 sau Việt Nam. Đường kim áo quân Đông Nam Á vẫn được dẫn dắt bởi ông Ta Cho He, có dàn cầu thủ nội chất lượng và bổ sung một số ngôi sao nhập tịch. Giải đấu tới đây là thời điểm đẹp cho dàn sao, làm quen và tỏa sáng bên cạnh đồng đội mới. Malaysia là ứng viên đáng gờm bên cạnh Việt Nam. Từ hạng 167 FIFA hồi năm 2018, Hiện giờ Malaysia đã lên hạng 154. Myanmar cũng chơi khá tốt ở AF Cup 2018 nhưng gây thất vọng tại vòng loại World Cup 2022 khi đứng bét bảng. Đội tuyển này chia tay rồi quay trở lại với ông Anh Toan Hay. Đội hình họ phần lớn đang thi đấu trong nước. So với năm 2018 thì Myanmar tụt 9 bậc xếp hạng 148 thế giới. Đội tuyển này vẫn là cái tên khó chịu nhưng có lẽ chưa đủ sức cạnh tranh cho ngôi vô địch Đông Nam Á. Philippines gây ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 khi đứng thứ ba trong bảng đấu có Syria và Trung Quốc. Đội tuyển này có nhiều cầu thủ chơi ở Thái Lan và một số cầu thủ trẻ mới xuất hiện. Hy vọng của họ vẫn nằm ở Neo Etherit nhưng khả năng về dự giải đấu của thủ môn nổi tiếng này còn bó ngỏ. Không còn Seven Grand Elixson, Philippines bây giờ được dẫn dắt bởi Scott Cooper. Giống như Myanmar thì Philippines là đội tuyển khó chịu nhưng khả năng cạnh tranh ngôi vô địch là không cao. thất bại ở vòng loại World Cup, nhưng tại giai đoạn cuối, tuyển Indonesia mang tới những hy vọng với sự xuất hiện của dàn sao trẻ trung. Bất chấp những mâu thuẫn với liên đoàn thì ông Sinayang đã thể hiện được năng lực của mình. Evan Dimas vẫn là ngôi sao lớn của tuyển Indonesia. Họ có thể hy vọng vượt qua vòng bảng sau kỳ áp cấp thất bại trước đó. Singapore gây được ấn tượng ở vòng loại World Cup khi hòa Yemen thắng Palestine, nhưng trong bảng đấu quá khó họ không đủ sức tạo nên bất ngờ. Người khổng lồ ngủ say của bóng đá Đông Nam Á đã vắng mặt ở bán kết trong 3 kỳ tổ chức gần nhất. Singapore kỳ vọng khá nhiều vào ông Yoshida, huấn luyện viên ngoại người châu Á đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Singapore. Tuyển Việt Nam từng chỉ dùng đội hình dự bị mà vẫn thắng dễ Campuchia 3-0 ở AFF Cup hồi năm 2018. 3 năm sau thì đội bóng này chưa có gì tiến bộ, toàn bộ đội hình của họ vẫn chơi bóng trong nước. Chan Vatanaka cũng trở về sau những chuyến xuất ngoại thất bại Campuchia đã có huấn luyện viên mới, ông Rio Herose, đồng hành cùng Keisuke Honda, người hiếm khi trực tiếp dẫn dắt đội tuyển này. Lào là đội duy nhất ở bảng A của AF Cup 2018 không có điểm nào. Việc không được dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khiến cho đội bóng này không có trận đá giải nào trong suốt 3 năm qua. Hiện họ mới bổ sung huấn luyện viên người Singapore là ông Senvarai, nhưng có lẽ AF Cup tới đây chưa phải là thời điểm để kỳ vọng vào đội bóng này. Và cuối cùng là cái tên Đông Timor, đại diện này trở thành cái tên cuối cùng khắp mặt ở F-Cup sau khi Brunei rút khỏi giải. Họ không giành được điểm nào ở F-Cup trước và nhiều khả năng sẽ là kho điểm tại bảng A của giải đấu năm nay. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 26 tháng 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.